Ôi ôi, đã chưa? Mọi người xem nè, cá đó xong mà con nào con nấy to chản luôn. Hôm nay mình mời mọi người đi ra sông cùng mình với ba thả lưới cá đó nha. Để đi đến chỗ thả lưới, mình phải chạy ghe khoảng 1 tiếng đồng hồ nha mọi người. Phải băng qua cái đoạn sông này rất là nhiều sóng nha mọi người. Ai không quen thì rất là dễ bị say sóng. Cuối cùng thì mình cũng đến được chỗ thả lưới nha mọi người. Bây giờ nước cũng gần lớn, cá đói thường tụ tập thành từng bầy ở nơi cửa sông. Mình phải thả lưới nhanh trước khi nước lớn. Hôm nay mình thả hai tay lưới nha mọi người. Ở đầu này một tay lưới và chặn bên đầu kia một tay lưới. Mình vừa thả xong hai tay lưới thì cá nó nhảy qua bên này quá trời luôn. Nó quậy quá trời mọi người ơi. Ôi nó nhảy dính quá trời rồi. Ôi tính chả mày. Mấy con cá này mà gặp lưới thì nó nhảy ghê lắm cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị kéo lưới bắt nó nha mọi người. Mấy con cá đói này không bắt sớm thì dễ xảy lắm. Nó dính quá trời luôn đó mọi người thấy không? Nó kéo muốn chìm phao luôn nè. Đó, nó dính lưới rồi nó quậy đó. Đó, ui ui, quá trời luôn. Toàn là cá to không mọi người. Tại mình dùng lưới 4 phân lận. Đã chưa mọi người? Để mình kéo lưới xem cá nó nhiều như thế nào nha mọi người. Chứ mình thấy nó quậy, thứ gì chịu nổi. Mọi người xem nè, nó dùng dãy, ghê gớm chưa? Nó dùng dãy quá trời, không biết nó có xảy không nữa. Ở đây là cửa sông nên cá nó tụ tập nhiều lắm nha mọi người. Ba mình bắt đầu kéo lưới lên đây. Đó, mọi người thấy cá dính không? Nó dính sắp lớp trên lưới kìa mọi người. Quá trời rồi mọi người ơi. Ui ui, đã chưa? Cá đói xong mà như thế này là lớn lắm nha mọi người. Con nào con nấy to chản luôn. Chắc ba mình phải kéo lưới lên ghe rồi gỡ, chứ không thể nào gỡ từng con được. Nếu mà gỡ từng con, có khi mấy con còn lại sẽ xảy hết đó mọi người. Mà con cá này nó dính nhanh lắm, cho nên mình phải gỡ nhanh, chứ không là nó xảy liền à. Hôm nay mình trúng cả bầy rồi mọi người ơi. Đó, nó dính san sát nhau luôn đó mọi người. Nhìn đã mắt quá mọi người ơi. Con nào con nấy béo ụ à. Một lát mình đem về làm sạch, rồi đem kho hay chiên mắm me, bảo đảm là hết nồi cơm. Nhiều người nói cá đói thường bắt ở trong ao hồ chứ không phải ở ngoài sông. Mình khẳng định với các bạn, cá đói này ở ngoài sông là hoàn toàn tự nhiên nha mọi người. Không có cái vuông cái hồ nào mà nó rộng nó bự như vậy đâu nha mọi người. Mọi người xem kìa, bên trong có nguyên một rừng cây bần cây đước kìa. Chứng tỏ là mình thả lưới trên sông nha mọi người. Mình với ba mình thả lưới trên sông thì nó trên sông thôi. Mấy con cá đói này nó khỏe lắm mọi người. Nó mà dụng mấy cá là rách lưới à. Sau khi kéo xong cái tay lưới thứ nhất thì ba mình kéo cái tay lưới thứ hai nha mọi người. Ở cái tay lưới này cá dính không thua gì tay lưới trước nha. Lâu lâu mình với ba mới dính được nhiều cá, không phải lúc nào cũng được nha mọi người. Ở ngoài kia mình thấy nó còn dính nhiều lắm mọi người ơi. Ba mình phải tranh thủ kéo lên chỗ nhanh, để lâu rồi nó xảy hết à. Không phải thả lưới chỗ nào cũng có cá nha mọi người. Ba mình phải đi kiếm nhiều chỗ mới lựa được cái điểm này. Ui ui, ngoài kia nó còn quậy quá trời kìa mọi người. Trắng lưới luôn. Không ngờ nó nhiều như vậy. Mà nãy giờ á, cái con nào nó mạnh á, ba mình kéo lên nó xảy nhiều lắm á mọi người. Con cá này nó không có ngạnh, nó mà quậy là dễ xảy lắm đó mọi người. Ba mình kéo nãy giờ cũng gần hết hai tay lưới rồi mọi người ơi. Còn một đoạn nữa thôi là vô tới bờ rồi. Vô tới gần bờ thì không có dính cá nhiều nữa nha mọi người. Nói vậy thôi chứ còn nhiều lắm mọi người. Mặc dù không nhiều như bên ngoài. Hôm nay mê quá mọi người ơi. Cá này thả lưới bén ra là dính liền nha mọi người. Nãy giờ kéo hai tay lưới toàn là cá đói không mọi người. Không có cái gì khác hết á. Còn một đoạn ngắn nên là kéo xong được hai tay lưới. Sắp xong rồi mọi người ơi. Kéo xong tay lưới này nữa, mình với ba mình về kết thúc một ngày bội thu nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Chúc mọi người mỗi ngày có thêm thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé. Và đây là thành quả của ngày hôm nay nha mọi người.